Tại Hồng Kông, mọi người đều biết giờ làm việc là rất là dài, nhưng nó dài đến cỡ nào? Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng giờ làm việc của người Hồng Kông là cao nhất trên thế giới, và một số tổ chức cho rằng Hồng Kông là thành phố làm việc quá sức nhất trên thế giới. Với số giờ làm việc trung bình là 44 tiếng mỗi tuần, có những ngành riêng lệ lên đến 48 tiếng, rất là khoa trương. Sống bên Hồng Kông 14 năm, gần 15 năm, khi Kỳ đã đi làm công hơn 10 năm rồi. Suốt ngày cứ nói muốn nghỉ việc làm nhưng mà không bao giờ có quyết tâm. Hôm nay finally mình quyết định sẽ đi từ chức. Không biết tại sao đi từ chức thôi mà Kiki có một chút xíu hồi hộp. Hồi hộp là mình không biết là mình có nhớ không, hay là mình cảm thấy rất là tiếc. Tại vì ở bên Hồng Kông thì Kiki hay dọn nhà, hay đổi việc làm. Thì cái cảm tình của Kiki nó làm sao, nó rất là sâu với những cái gì mà mình gặp qua, hay là những người mình tiếp xúc qua. Lúc nào mình cũng có emotion, nên là bây giờ cái cảm giác của mình là cái feeling hơi buồn buồn. Tại vì Kỳ nghĩ là nếu mà mình từ chức rồi á, mình rất là ít cơ hội để đi vô cái khu này nữa. Tại vì Chai Wan rất là xa, Chai Wan nó ở cái trạm cuối của cái Hong Kong Line luôn á mọi người. Nếu mà mình đi bên Central, trung tâm, thì nó nằm trời ơi tuốt ở trên kia. Đi tới đây thì hết trạm để đi luôn rồi, nên là ít khi mà tới đây lắm. Tại vì ở đây cũng không có gì để khám phá, chỉ có là công ty, rồi mọi người ở, với lại là cũng có mấy quán ăn. Tại vì lúc nào mình tới đây mình cũng đi làm xong rồi đi về, cũng không bao giờ mà đi xung quanh ở đây, chỉ là đi mấy cái trà sánh tháng, mấy nào mà ăn món ăn nhanh, ăn xong rồi mình lên đi làm lại. Cho nên là mình không bao giờ mình khám phá cái chỗ này hết. Xưa lúc mà cái gì đi làm á, hay tới cái nhà hàng bên đây để ăn cơm, với lại là tới cái tòa nhà bên đây, nó ở nằm ở ở dưới cái đào điện luôn á, là có cái mall, cái shopping mall nhỏ nhỏ, thì ở trong đó nó có đồ ăn, có bán ăn, rồi có bán quần áo, rồi có trà sữa nữa. Thì hay mua trà sữa trong châu ở chỗ đó lắm. Giờ đi lên nha mọi người. Giờ này Kiki canh cái giờ mà những người đồng nghiệp nó đi ăn trưa rồi, nên là đi trâu trong hôm nay chắc không có thấy ai hết. Cái này của mình nó cũ rồi, là cũ luôn. Giờ mình đi trả lại cho người ta. Cái chỗ này hồi xưa Kiki hay ở đây đem đồ tới ăn nè, xong rồi ngồi ở đây ăn. Bây giờ mình sẽ đi vô trả lại cái thẻ nha. Rồi xong mọi người ơi, vậy thôi nha, không có dám quay nhiều, tại vì người ta đang làm việc ở trong rất là ngại. Tại vì cái YouTube của Kiki với lại cái Instagram, Facebook toàn là những người làm chung có follow mình á. Mình ra cái video này chắc mọi người thấy là ủa trời ơi, từ chức mà cũng quay video nữa hả, thấy ngại lắm mọi người. Rồi bây giờ mình đi tìm cái gì ăn với bạn mình trước nha. Mình đã tới bên Cửu Long là mọi người ơi. Bây giờ mình đang ở một cái mò gọi là Moco. Giờ này cũng bắt đầu cũng đông. Bạn mình đang xếp hàng. Uầy. Hey. Mình ngồi xuống rồi mọi người ơi. Cái cá hồ cá bên ngon. Trời ơi, tự nhiên ngồi mà ông cá hồ gọi vào. Trần giáo sư. Mày, chào bé à. Hay nha, nha xì à, Trần giáo sư. Ông mình sẽ khám à, ông sẽ khám được với Trần giáo sư. Trà sữa Hồng Kông. Cơm chá xíu với trứng nè. Wow, ngon quá luôn á. Thì uống trà chanh. Rồi bây giờ xin mời các bạn Kiki ăn đây. Nếu ai biết về Kiki cũng biết mình là một người dễ có niềm vui. Ăn những gì bạn thích, thích những gì bạn ăn. Thưởng thức đồ ăn cũng là điều cần học. Cũng giống như người yêu, khi bạn thực sự yêu ai, bạn sẽ dành thời gian cho họ, quan tâm và tôn trọng họ. Nếu muốn tận hưởng thú vui này, bạn hãy tập đối xử với đồ ăn như người yêu. Nghĩa là hãy thưởng thức với niềm đam mê. Wow, bảo ngon quá.
你一系喺翻扶手电梯嗰度啦，行过嚟揾你啦，我食完啦。OK， 好啦，拜拜。又唔系啲兼谋，特别饮啊，要叻嘅嘛佢。你俾唔俾钱噶？我请你啊。真系噶？咁啊，多谢晒。唔客气啦，我哋。特别啊，你啊，你兼谋解红嘅。你睇佢。做咩啊，陈老师 ？Hello，Hello， 系我见过你噶，唔记得我啦，好耐之前啦，好耐。咩啊？我生日啊！2016年，系啊，2016年啊，搞错啊！靓啊，碗咖啡一人啊，正运气啊嘛，正运气。做咩啊？搵我做咩啊？冇啊，我哋拍嘢咯。拍嘢，我想學越南話。你想學越南話？我想學越南話，點樣講啊？越南話。好啊，你要俾學費我先教到你。哦，好啊。咁啦，我冇信心去越南啦，嗱，我學邊邊，結結咁啊，假學費啫你。咁點樣講啊？用越南話，我想學越南話。問。問。懵。懵。合。合。頂。頂。別。別。問懵合頂別。問懵合頂別。哇。Giỏi ha. Tại vì cái giờ này là giờ đang việc cái tàu điện nó rất là đông, nhưng mà những người dân thì người ta cũng quen rồi, rất là trật tự, các bạn thấy không? Người ta cắt gói để xe, đi đón xe. Các bạn thấy là người dân đang đi bộ. Đang đi bộ không phải đi coi cây nhạc nha. Là đi bộ đi về nhà. Đang việc người ta đi về nhà. Bánh xèo, gỏi cuốn. Cái này nãy mình mua nè mọi người. Bên đây thì nè, nấu thịt. Cái này là mẹ của ông Thêm chồng nè mọi người. Cái bạc hà nè. Ông Thêm rất là thích. Ông Thêm thích lắm. Is this a better the one we bought in supermarket hả mẹ? Way better. You can grow it yourself. So. 但係我覺得唔係好香㗎。九層塔香啲喎。The of course 九層塔香啲咪得。呢個你知唔知呢塊嘢好重㗎 ？Don't worry about it, baby。你唔會揼爛啊！如果你揼爛咧 ，I'll give you money。cái này là cái đồ mà để bầm tỏi ớt mà cái bự mà nó nặng lắm mọi người ơi. Ok. cái này chắc mình phải đem vào bên kia để mình dầm.Wow, so much better. Yeah, I don't know why we bought like a really crappy wood one. Whoa, this one is so good. It feels so good. I mean, my one is much better. Thêm và Kiki thực sự có một điểm chung.Đó là mỗi khi chúng mình làm điều gì đó cũng rất là tập trung, cố gắng làm điều đó một cách đúng đắn. Cho dù nấu ăn hay công việc, ngay cả TikTok, YouTube, tất cả đều được làm từ đam mê. Sau rất nhiều cái lên xuống, mình quyết định nghỉ việc, dành toàn bộ thời gian để phát triển kênh của mình. Khi kỳ nghỉ, đó cũng là một điều rất hạnh phúc. Ít nhất cũng có thêm một chút thời gian để nấu ăn cho gia đình và có đủ thời gian để làm video chất lượng hơn cho mọi người xem. Khi kỳ không biết quyết định này có đúng hay không, nhưng làm những gì bạn thích, thích những gì bạn đang làm.Hãy thưởng thức với niềm đam mê mới là quan trọng nhất, đúng không mọi người? Hôm nay cũng nhật tại vì người làm không có làm mọi người. Mình phải nấu ở nhà. Bây giờ mình pha nước mắm ha. Now I need the... Nước mắm. I bet you don't talk with me. I'm counting the sugar. Yep.If your mom saw it, she would crazy. Why? Because it was sugar. Oh my goodness. So sugar water, that's what it is. Hey baby, you drink it.
so good. Trời ơi. Chị mẹ. Hôm nay nấu cho cả gia đình. Cho ba mẹ ăn khen mọi người. Ăn qua rồi chứ không phải chưa ăn qua mà chắc là cũng nhớ mọi người. Mắc cười lắm. Chắc qua đi Việt Nam ăn món Việt thích lắm. Nhưng mà mỗi lần ăn lại cảm giác khác. Lọc tôm. Lọc tôm là lọc tôm. This is called tôm. Lọc tôm. Lọc tôm. Who's your Tom? My Tom, it's not your friend name. Not Tom, Tom. Tom. Mình có thể ăn tối ngoài nhưng mà nhiều khi mình thấy là chắc là được ăn tối ngoài thì chắc sung lên thì ăn một hai lần thôi. Ở ngoài ngán rồi xong cũng về nhà nấu cơm. Tại vì ông này, ông Thêm, ông thích ăn ở nhà nhiều hơn. Mà dịch mới bùng phát lên á thì lúc đó khi cũng học nấu ăn, biết nấu. Oh, you need to add cornstarch to make it more crispy. Cornstarch? Yeah. But this powder inside already have cornstarch. Okay, you can try. Hai bên đâu dầu chứ? Where? Oh, and it says you should make the batter and then put it in the fridge overnight. Beer or sparkling water to make it more crispy. Ông Thêm ổng đang lên mạng ổng coi thử cái bánh xèo làm như thế nào nó mới giòn. So what do you want me to do now, baby? We can do now and no, then put it in the no, fridge. No, it has to be overnight. Well, yeah. So then we can add cornstarch to... Do you think mom have cornstarch? Yeah, of course. Pan. Frying pan. Because it's for making pancakes. Well, then they're making a pancake and making bun sales different. I know, but it's still thin, right? Dùng cái wok cho ok rồi. Nó món Việt Nam thịt. Ba rồi mọi người. Giờ bắt đầu đổ bánh xèo mọi người, đậu xanh, tôm, thịt. Cảm ơn mọi người. Ôi xịt lắm mất rồi, giữa cầm cơm cũng không mỗi xịt lắm. Đổ hai cái chảo bánh xèo. Nhà mình đổ thì ăn tất nhiên là nó ngon bằng Việt Nam nhưng mà ăn đỡ thèm. Cái này nè mọi người, chiên một chảo bên đây. Cái này bị fail rồi. Xong rồi. Bánh xèo nè. Cơm nè. Thịt nè. Nước mắm nè. Mình ăn cơm nha mọi người. Wow, look at this. Thấy hấp dẫn không mọi người? Ngoài bánh xèo hôm nay, Kiki cũng làm thêm gỏi cuốn cho cả nhà thưởng thức món Việt. Kiki thích nhất là đem ẩm thực văn hóa Việt Nam giới thiệu cho người nước ngoài. Nếu có dịp về Việt Nam cũng muốn review món Việt cho người Hồng Kông. Tự nấu, tự ăn luôn. Nếu các bạn muốn biết về cuộc sống Hồng Kông nhiều hơn thì follow YouTube mình nha. Bye, hạ có diễn biến rồi kìa.